Cả 5 người trong một gia đình đã may mắn thoát chết khi một chiếc xe container đâm thẳng vào ô tô 7 chỗ, khiến đuôi xe bị biến dạng, nằm kẹp giữa hai phương tiện trên cầu Bình Điền vào sáng ngày 4 tháng 9 năm 2015. Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc gần 1 giờ liền. Khi đó, xe container biển số 51C02287 chạy trên quốc lộ 1 hướng từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay An Lạc. Đến cầu Bình Điền thì tông vào đuôi ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner biển số 51A02584 chạy cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến chiếc xe Fortuner tông tiếp vào một ô tô chạy liền kề, hư hỏng nặng phần đuôi, bệ kính chắn gió, nằm kẹp giữa hai phương tiện. 5 người bên trong xe Fortuner may mắn thoát nạn nhưng bị một phen hoảng loạn. Sau khi thương lượng, một xe hư hỏng nhẹ đã rời đi. Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh cũng đã nhanh chóng có mặt giải quyết, điều tiết phân luồng giao thông. Nhưng do tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng, lượng phương tiện đổ về quá đông, khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn ứ kéo dài. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, hai phương tiện còn lại mới được đưa ra khỏi hiện trường. Lúc này tình hình giao thông mới dần đi vào ổn định trở lại.